trước để nước vậy đó. Hay lắm. Ổn của mình đi các bạn. Phê quá nha. Vì sao anh nhớ em thế này? Cẩn thận nhé con. Rồi, mời các bạn ăn mì với hai thầy trò mình nha. Để các bạn. Mày quý con. Thơm anh em ơi. Quý. Rồi, ok, hello bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ đi săn các bạn. Đó. Thì hôm nay mình sẽ đi săn với lại cái mẫu sao thiên mã phiên bản cột mình nè các bạn. Đó. Này phiên bản thể thao nha, nhạc cột. Dây thì dây Superstar anh em. Da thì da ngựa nha. Thì anh em nào mà cần mua thun á, chính hãng của mình nè. Superstar nha. Đó. Và resize da ngựa rất là nhiều các bạn. Đó. Thì ở đây là cái mẫu ná sao thiên mã bản tàu bắn cát nè. Trong này là sức mưa nha. Còn ở trên đây thì là hàng nguyên hàng CNC của mình các bạn. Đó. Đây là thích bi. Bi nè. Đó. 90k một cái các bạn. 20x20 nha. Đây là ba lô. Ba lô này là 120.000 cái. Ba lô xịn các bạn. Đó. Để dạy mẫu thôi. Rồi có màu xám đó nè. Xám tro. Thì hôm nay mình sẽ đi săn một hai con trâu chảo hoặc là một hai con cuông nha các bạn. Về mình sẽ ra cái build nào mà có cặp máy xong mình sẽ nấu nướng cho anh em xem nha. Nói chung là hôm nay là ngày nghỉ, mình sẽ đi thư giãn một ngày các bạn. Ok. Thì mình sẽ cho anh em xem miếng nhám nha. Đây, đây có sẵn miếng nhám nè, đâu xa. Đây các bạn, miếng nhám là rất là đẹp các bạn. Thì cái này nó mắc hơn cái bi bóng khoảng 2-3k một ký nha. Nhưng mà mình dự hỗ trợ cái giá bán cho anh em là bằng cái giá bi bóng thôi. Đó, cái này mình đã nói rồi, nó có mặt nhiều mặt lợi lắm các bạn. Giống như là anh em bảo quản nó không cần không có bị reset nha. Cái thứ hai á là này không có tẩm dầu, cho nên nó các bạn không sẽ không bị trơn tay nha các bạn. Đó. Và khi anh em mình bắn á thì cái mục tiêu nó rất là sáng nha. Mình dễ thấy đường đạn lắm nha các bạn. Ví dụ như đầu tiên mình bắn hụt con cu đi. Như thứ hai mình có thể chỉnh lại đường đạn nó dễ hơn nha anh em. Nó cái đó là thật sự luôn nha. Ok, bây giờ mình sẽ lên đường đi săn các bạn. Let's go. Ok các bạn nha. Thì hôm nay mình đi săn một mình các bạn. Nhưng mà nãy lên thay cái chở xe nè. À, em điện em nói ngủ quên nha, khóc lóc kể lể rồi đi săn nha, mai mốt là không ngủ quên nữa nha, hẹn là không ngủ quên nữa đó, chú đi bỏ đó. Nên nó thứ nhật các bạn này ra đây mà con kẹt công chuyện nha, chút xíu phải về bên bển nữa, không có đi săn với mình được các bạn. Cũng lâu rồi anh em chưa thấy nó thứ nhật đi săn với mình đúng không, hôm nay kẹt làm ăn lớn lắm các bạn ơi. Rồi ok, giờ xe hai thầy trò mình sẽ lên đường các bạn. Thank you.
lắm. Quá hay rồi, cái đầu các bạn ơi. Quá đỉnh các bạn, từ từ nha. Những cái ông nha. Hồi viên đầu tiên của quý các bạn ơi. Quá đỉnh. Chạy hả em? Hai con nữa không? Con bên con ngoài con. Rồi. Thấy lúc đầu không? Hay quá. Còn con ngoài đất nè. Nó sẽ phớt phớt hoài nha quý. Lẩm đó nha. Bự lắm á. Mày còn đứng cái này nó đỡ nhát nè. Trời ơi, cô Mini thấy già quý ơi. Đứng xuống. Rồi đi con đi qua đây né qua. Né qua bắn nó. Rồi. Hay. Quá, lẩm. Con bị rồi, rớt nè, rớt nè. Đây, đây các bạn. Thì đây là cái gương mặt mà chỉ bắn tầm cao được thôi nha. Chưa bắn tầm thấp được. Bây giờ, nãy giờ mình bắn Kumuni với các bạn. Tầm khoảng 12-13 mét. Mà bắn toàn là trúng lông đích không các bạn? Không đi không nha. Đó, bây giờ mình mới, bây giờ hiện tại là mình chỗ này mát nè. Hai anh em, hai chú cháu mình ngồi uống nước. Rồi bây giờ mình sẽ chỉ cho quý rồi bắn cái cách góc thấp nha. Tại vì thường anh em á hay bắn dây điện nè, thì nó quen rồi nha. Còn bắn cái tầm thấp á thì nó hơi khó bắn à. Rồi bây giờ con bắn này thì mình có chỉ quý đặt cái nắp màu đỏ, nắp C2 đó các bạn. Đó, coi đâu con bắn thử cho chú ba viên thử coi. Trên thấy chưa? Rồi tiếp tục đi bắn ba viên đi rồi chú chỉ cách khắc phục. Con bắn nãy giờ chú thấy là trái hơn nhiều. Xem trúng đúng không? Lệch trái. Bây giờ nè, đầu tiên á thì con khắc phục cái hướng mà bắn đạn lệch trái á, con bớt nghiêng đầu lại, đừng có nghiêng đầu nhiều quá, hiểu chưa? Rồi con bắn lại ba viên đi. Cái điểm ngắm con ngắm cái này chỗ nào vậy? Cái điểm ngắm đỉnh chạc hay giữa chạc? Giữa. Giữa chạc thì bây giờ con ngắm đi. Con bớt nghiêng đầu lại một tí. Thấy chưa? Nó lệch sang phải rồi, thấy chưa? Đó. Đó. Ok chưa? Các bạn thấy không? Nắp bị ghe, nắp C2 rất là nhỏ nha, chưa được 3 cm nữa. Đó, quý mình chỉ quý bắn trong vòng 2 viên như thứ hai đã trúng rồi nha các bạn. Hồi nãy giờ bé nó bắn hơi lệch trái. Đó. Đa số nhiều. Hồi nãy nó hơi nghiêng đầu nhiều lắm. Cho nên nó giờ mình khắc phục xong. Ok. Bây giờ hai thầy trò mình sẽ đi săn các bạn. Sẽ đi săn Kumuni nha. Ok, bây giờ lên đường nha, đi săn nha. Ok chưa? Okay. Rồi, vô đạn đi. Nó không quay đâu. Đứa kệ đó. Hay lắm. Từ từ. Còn con dưới đây nè. Đi vòng ra đây. Từ từ chú nhìn cho. Em. Đâu rồi ta? Ủa con này đâu đen con đâu ta? Ê quý. Trời bái luôn rồi. Về chú bắn luôn rồi. Làm đi. Kìa đứng kìa. Đúng cái đầu rồi thấy không? Nó mổ đó. Con này thôi. Đúng cái tay. Hay. Quá. Ngay đầu rồi bái sáng kìa. Đúng. Good. Ghẻ mỏ. Ghẻ mỏ nhỏ rồi. Bái sáng. Ghẻ cái mỏ rồi. Té nè, nó đau nó té nè. Nó té ngay đây chú chụp luôn nè. Đừng bắn. Nhảy mỏ kìa. Cái mỏ mất tiêu rồi. Rớt. Đâu rồi?
này. Nghe cổ đúng không? Nghe cổ, nghe cổ. Ồ, Guni nữa các bạn. Phê quá nha. Thấy người ta bắn chưa? Từ từ. Từ từ còn con nữa, từ 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 từ. Lại bắn nó đi, bắn đi. Nó động cây đó, bắn đi. Hay quá, phớt phớt phớt. Lượm đi. Nghe cổ nữa hay gì vậy? Con bự rồi ha. Máu không người, tay máu không. Ê. Nó ra đâu? Dính đầu, dính đầu. Tiếp tục bạn ơi. Ừ. Có một con đậu đây nè. Chính kìa, kìa kìa, lửa kìa. Chà bá lửa luôn. Hay quá. Hay quá quý ơi. Lụm con. Ngay đầu luôn á. Nghe đầu hả? Vũ vũ đi, vũ vũ đi. Nghe đầu phải máu rồi. Để mình hạ con Guni nữa các bạn. Rồi làm mớ cái kiếm thêm vàng châu chảo bắn chơi. Cho quý bắn thêm vài pha nữa các bạn. Là hai thầy trò mình kiếm cái nào mát mát nướng nha. Để quý. Này mình nướng chân chả luôn. Nhìn đó con. Chết. Chết. Lụm hay đâu. Quá đỉnh. Okay, nghe táo nữa các bạn ơi. Trời ơi, máu gì vậy? Còn sống không vậy? Gây cánh nè. Đậu ba ống con luôn. Không biết có quay không nữa. Chú bấm máy nó tít 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 loạn xạ. Con này xa đẹp. Ok. Tiếp tục bạn ơi. Con này con thứ 7 thôi. Thứ 7 rồi anh em ơi. Mua còn con tới chủ nhật à. Còn con tới nhật hả? Cái này đậu con 8 rồi. Ý là hãy chú vô. Em 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 em. Bảy thì 8 nè. Nè 8 nè. Chủ nhật rồi, đúng rồi, chủ nhật nhớ rồi. À, chỉ tiêu hai chú cháu mình còn hai con nữa là đi làm món nha các bạn. Chủ nhật rồi các bạn ơi.
không có máy kịp luôn kìa. Ui. Máy pha quá đẹp. Máy pha xa xa không có máy kịp. Táo phải không? Táo. Nãy giờ chú ăn táo không đó. Rồi cái này thứ hai. Thứ hai gì vậy đấy? Chủ nhật thứ hai á. Chủ nhật này con thứ 9 các bạn. Con này bắn đẹp ghê luôn mà không quay được nha. Này chú phụ mày đó nha. Rồi giờ theo như cái dự định của chú cháu mình á, là một con nữa là chẳng 10 con các bạn. Hai cháu mình kiếm cái nào nướng được rồi nha. Tại vì hiện tại á giờ cũng trưa rồi các bạn ơi, cũng hơi nắng nha. Cái giờ mới có 10:50 nè các bạn. Đó, 10:50 hai chú cháu mình làm 9 con rồi. Ok. Để chú làm con nữa chưa? Làm cho chẳng chục. Mày bây giờ là quay được rồi nha. Quá sạch các bạn ơi. Mới bắn con chỗ đó các bạn. Quý mình lượm con 20 mét đó. Nè. Bắn từ cái lưng nữa các bạn, xuyên qua ức luôn nè. Phê không? Phê. Đỉnh không? Nè đây, chục con của hai chú cháu mình đây. Rồi giờ muốn bắn một pha nữa ha, chú cho bắn một pha nha. Rồi hai chú cháu sẽ đi kiếm cái nào nướng nha các bạn. Đó, kìa. Đó. Đừng làm cho chú thất vọng. Xuống đi. Đó. Trời ơi bay trước không trời. Bay trước không ta. Giờ đi nấu nướng thôi các bạn ơi. Nói chung chục con này là không hết nha các bạn. Cháu mình đó các bạn, một chục em cua mini nha, đúng một chục luôn các bạn. Đó thì bây giờ thì hai thầy trò mình sẽ giặt lông từ chỗ này các bạn, sẽ nấu nướng nha, nấu nướng xong rồi nghỉ ngơi ở đây các bạn, tại vì hôm nay là ngày cuối tuần, nói với lại là Quý là cái ngày trong cái tháng này tháng hè, Quý được nghỉ hè các bạn, cho nên mình dắt Quý đi nói chung là đi săn bắn ăn uống nha. Đó, ok, thì hai thầy trò mình sẽ đi giặt lông các bạn, sẽ nấu nướng nha, đây. Quay đây Quý. Đây là cái địa điểm hai trò mình sẽ nấu nướng nha. Thì cái view hôm trước mình có quay cho anh em xem rồi nha. Đó. Ok. Rồi đây các bạn, thì hai cháu mình vừa bật lông xong nè. Đây một chục con nữa các bạn. Trên tay của Quý nha. Rồi bây giờ hai chú cháu mình sẽ đi nướng các bạn. Đưa đi Quý, đưa lên cho Quý. Wow.
chứ. Lạc xưởng nữa. Này mình thêm lấy chanh các bạn. Đây. Lên. Đó, mình được một chén nước chấm rất là ngon các bạn. Các bạn thấm nha. Đây. Rồi đổ nước ngọt vô Quý. Hay chú cháu mình này uống nước ngọt các bạn. Đó. Rồi làm hơi đi, khát nước vô. Rồi. Hai chút xíu nữa hai thầy trò mình sẽ ăn mì các bạn. Đây mình đem mì nè. Rồi ăn xong mình sẽ ăn cái võng cái nào mát mát nha. Đó. Hai thầy trò nói chung là hôm nay là ra ngoài đồng rất là thoải mái các bạn ơi. Gió thổi rất là mát nha. Ồ, quá đã. Đây là làm hoa còn kỳ. Đây chén nước chấm mình xong rồi các bạn. Đó, hấp dẫn chưa nào? Rồi đổ nước vào. Chút xíu rác lên lại chỗ nha. Thì nó xả nha. Vì sao anh nhớ em thế này? Cẩn thận nha con. Trời ơi, bụng chưa của chú kêu ọc ọc luôn nè. Vừa đổ luôn ha. Không những cái ấm này mini đã thiệt chứ. Rồi bên kia thì cua cũng chín rồi các bạn. Đó thì hai cháu mình cũng dọn xong cái bàn rồi. Đó, bắt đầu ăn thôi, cũng đói quá rồi các bạn ơi. Rồi mời các bạn ăn mì với hai tay trò mình nha. Để các bạn mày quyết không. Wow. Ơi chút nữa đổ rồi. Thơm anh em ơi. Quý. Chút nữa chú ấy ngược rồi. Wow. Đây các bạn. Đây. Đây là thành quả của hai chú cháu mình. Hai thầy trò đi. Nó hai chú cháu hoài. Đúng không các bạn? À, Quý ăn mì rất là ngon các bạn. Đói bụng dữ không? Quá đói luôn. Giờ tầm khoảng 12 giờ rưỡi các bạn. Bây giờ Quý muốn ăn cái này không? Muốn. Em muốn ăn phải không? Rồi ok, để chú kẻ ra cho. Đây. Phải đập nha các bạn.
Đây các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ nặng chanh lên nha. Thấy quý. Nặng chanh lên nha các bạn. Nói chung không có bể gì mấy. Tại vì không có chỗ mà đập các bạn ơi. Gió thổi hiu hiu rất là mát các bạn. Mình không hiểu sao mà bạn quý mình mồ hôi mồ kê đổ quá trời nè. Thấy không? Thôi bây giờ để thầy xé cho trò ăn nha. Sáng giờ cũng cực khổ rồi. Nói chung hai thầy trò mình các bạn đi săn từ 9 giờ tới 10 giờ rưỡi nha. Thì cũng khoảng 1 tiếng rưỡi đó. Lượm được chục em các bạn. Hơi phê nha. Tôi xé cho con cua nha. Đây các bạn. Xé bỏ cái bầu diệu nè. Đó, mình tách bầu diệu ra nha. Bầu diệu năng lúa, bạn tím này rất là gọn nha. Đó, xong rồi mình sẽ xé cái đuộn đây. Bấm vô gãy cái xương sống nè. Đó, tách ra. Nguyên cái đùi các bạn. Mình sẽ xé nguyên cái cổ đi, nguyên xương sống nha, ruột. Đây. Để rồi mình sẽ tách ra. Bạn thấy không? Các bạn muốn sạch sẽ thì bạn cứ dùng những này trong này đó, nước mọi rất là ngọt các bạn, thơm nữa. Đây, này đứa tử. Chấm nó chấm thằng Thánh đi. Tinh lắm à. Sáng ngày mốt không cũng quên nữa nha ông. Dạ. Kìa, kèm miếng rau đi. Bạn Quý nói nướng mọi sao bạn Quý? Quá ngọt luôn. Nước chấm được không? Quá tuyệt vời. Có tuyệt vời không? Quá tuyệt vời luôn. Rồi mới mốt rồi. Ví dụ như không có thầy ra ai làm nước chấm cho con thì không biết nữa. Không biết luôn. Vậy bữa thầy chỉ cho học nha. Dạ. Bạn Quý rất là thích trải nghiệm cái săn bắn các bạn. Săn bắn ăn uống nấu nướng mà đồng nha. Lúc nãy mình có kêu là khìa cho Quý nha, nhưng Quý không chịu các bạn. Quý đòi nướng mọi nè. Không những nhỏ biết ăn thấy ghê luôn không. Nướng mọi mới chịu nha. Mà đặc biệt là phải đòi nước chấm thằng Thánh nó mới chịu các bạn. Rồi cho xong tới thầy nha. Đó. Mời các bạn nha. Mời các bạn ức cua mini các bạn. Nguyên ức cua mini luôn nè. Ngọt. Ngọt quá. Sáng nguyên con luôn hả? Ăn ngon lành luôn các bạn. Dùng nguyên ức luôn kìa, đâu ức đâu. Trời ơi. Quá đã các bạn ơi. Ăn vui vẻ được lên coi. Ăn ngon quá không có cười nổi luôn hả? Thích. Ăn phải cười tít mắt chứ.